Dạ vâng, lại em đây. Xin chào cô bác anh chị gần xa, xin kính chào cô bác anh chị. Khách hàng thân thương đã đến với kênh tiệm giày xì 88 cũng như đồ xì ẹo 88 ạ. Số liên hệ mua hàng của bên em là số 0987 377 553. Tiếp theo đó số Zalo là số 0919 628 425 nhé. Thì hôm nay em lại về được một lô thắt lưng mới. Nó gồm có là Chanel, Hermes, Burberry, Levi's và Gucci các anh chị nhé. Đặc biệt hôm nay em có cái bộ dụng cụ sửa chữa đồng hồ tại nhà các anh chị nhé. Nó rất là nhiều món, có đầy đủ phụ kiện. Các anh chị không biết, không phải là thợ cũng biết này, đơn giản thôi. Ví dụ như thay pin, thay các cái chốt, nó rất là đơn giản thôi các anh chị nhé. Em có một cái hộp thùng đồng hồ kính của Nhật, từ Nhật mới chuyển về anh chị nhé. Đây vẫn còn nguyên này. Ý em cùng anh chị là bóc cái này xem vào trong nó có những gì nhé. Cái gì em có thể làm quà tặng, em làm quà tặng. Cái gì em bán thì em sẽ bán cho các anh chị nhé. Đó. Anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Vì bên em thỉnh thoảng nó về những cái món hàng rất là đẹp. Đó. Như số liên hệ của bên em là số trước màn hình của các anh chị đây. 0987 377 553. Tiếp theo đó Zalo là 0919 628 425. Em không để anh chị chờ đâu nữa nhé. Chúng ta cùng bắt đầu đây. Số tiền em khui cái này nhá. Khui cái này cho anh chị xem nhá. Trong có những cái gì nhá. Nó rất là đầy đủ ở trong này, nó có đầy đủ hết. Cái khăn lau này, khăn lau đồng hồ này. Có đầy đủ hết này. Nó rất là nhiều. Gồm có van mở đồng hồ này. Van mở các loại đồng hồ, tất tần tật các loại đồng hồ này. Ở đây có rất nhiều các cái tua vít nhỏ này. 1 2 3 4 5 6 tua vít nhỏ này, một van mở đồng hồ, còn những cái này trong này là chốt nhá. Nó cho mình một cái hộp chốt này và dao này, búa này, có cả kim này, có cả cái kim này, một túi kim này của anh chị, là rất là nhiều kim, hàng trăm cái kim này, trăm cái chả hết. Ôi lại còn cả chốt nữa anh chị này. Đấy, và một cái mở khóa đấy nhá, hai cái mở lắp nhá, một cái mở lắp, hai cái mở lắp, ba cái mở lắp, rồi có cả một cái con cậy lắp nữa, con cậy lắp này anh chị nhìn xịn này. Đấy, rất là đơn giản, dùng cái này anh chị cậy nắp vào sau, bởi vì có những con đồng hồ là nó nắp nắp bóp, nắp sập đấy, chứ không phải là nắp mới nhá, không phải là nắp nắp hay anh chị nào mà chuyên sửa chữa đồng hồ này lấy cái món này về. Đây, những cái dao này là dao gậy đây. Dao gậy đây anh chị này. Dao gậy nắp. Hay là những cái nhíp này. Những cái nhíp mà cầm cắp này. Tất cả có đầy đủ hết, tổng tất cả các loại anh chị nhá. Rồi cả búa nhựa này. Đây kìm bẩy này, tua vít này, đầy đủ hết. Một bộ này xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 món. 17 món. Cái khăn là 10 đáng. Cái khăn là chuyên lau sửa chữa đồng hồ đây. Đấy. Có anh chị nào mà quan tâm sản phẩm này thì chốt nhá. Nó không đáng bao tiền cả. 550.000 anh chị nhá, 555.000. Anh chị nói anh chị ra mua nguyên một cái này, ra nguyên một cái mở đồng hồ này cũng đã 300-400 rồi, nguyên mở nguyên một cái mở đồng hồ ba chấu này cũng đã 350-400 rồi anh chị nhé. Cái tăng giảm đây, cái vặn vào đây anh chị nhé. Chưa nói trong này còn hai bộ mở đồng hồ nữa, quá rẻ luôn anh chị. Nó về theo hàng của em anh chị nhé. Còn ở ngoài ra nó có cái hộp như thế này. Đó, anh chị nào quan tâm thì chốt nhé, có 550.000 thôi. Sau một cân gọn vào đây mà không phải sửa chữa đồng hồ, anh chị dùng vào những cái việc khác, sửa chữa những cái đồ khác vẫn được chị nhé. Ví dụ như đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, rất nhiều các cái món khác nữa nha chị nhé. Em vào để đây. Đấy, tiếp theo đó hôm nay em vào cái sản phẩm chính này. Trước mắt quý quá anh chị, đây là con Chanel được sản xuất tại Pháp, made in Paris. Con này đồng nguyên khối anh chị nhé. Cái hình này hình 2C ngược là đặc trưng của nhà Chanel này. Nó rất mọi thứ rất là đơn giản anh chị ạ. Mọi thứ rất đơn giản, con này càng dùng càng đẹp luôn. Da con này có mỗi một điều, nó là da bò ý. Thế nhưng đã qua sử dụng cho nên nó trở nên cứng. Cứng hơn so với bình thường thôi, chứ không phải là cứng lắm anh chị nhé. Mà anh chị nào chốt cái dây này này. Đấy, thì em sẽ xếp ba lại cho anh chị nhé. Làm đẹp lại cho anh chị. Đó. Con này em lên cho em mã 1. Em đọc thông số của nó cho các bác xem. À, mặt sau của nó đây. Đây có chữ Chanel này. Nhà sản xuất nó dập đây này. Chanel Paris này. Nên cho mã 1 này. Có chiều dài là 103 nhân bản 4.4 3.4 nhé. 3.4 là bản chung, bản cũ.
giá có 620.000 thôi. Nên xem mã 1 620.000 một con Chanel chính hãng. À, si hiệu châu Âu, xịn luôn các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm thì nên xem 620.000 các bác nhé. 620.000 một con dao bầu Ý. Con này mua mới của nó thì nó vào khoảng hơn 8 hơn 800 này này. 1.800, khoảng độ 1.800. Khoảng độ 1.800 đô các bác chị nhé. Nó rất đẹp luôn. Nên xem mã 1. 650.000 một bản Chanel. Đẹp. Em sẽ phép con mã 2. Mã 2 này một con Hermes, một con đến từ gia đình Hermes. Cái bản như thế này thì nó rất là hiếm, rất là ít này. Cái bản chữ H kia và vàng đồng thì rất là nhiều, nhưng cái bản này các bác nhìn thấy logo chữ nó dập chìm. Nó sắc le đâu. Các bác nhìn. Cái này lên phong quần nó tuyệt vời luôn. Hình hai con ngựa kéo xe đánh xe hai bên hai người và chữ dập chữ Hermes này, mặt sau của nó này. Con này là luồn trong các anh chị nhé. Luồn trong có nghĩa là thông thường là anh chị là cái dây thừa thông thường là bên ngoài đúng không, như đây nó là bên trong. Đấy, khi anh chị nổ vào nó như thế này, nó ở bên trong quần anh chị nhé, nó ở bên trong quần anh chị chứ nó không ở bên ngoài nhé. Chúng ta không nhìn thấy cái phần đầu thừa ở bên này anh chị nhé. Đó. Phần da của nó này dập các cái vân program, vân hãng hai bên sẽ chỉ không lỗi lầm gì anh chị nhé, không lỗi lầm gì cả. Đó, cái này được giới của nó lại bay cho đây. Con này nó có tổng chiều dài là lên xem mã 2 này, cả nhà lên xem mã 2 này, dài 1m2, bản 3.7, giá 1.2 nhé, 1.2 chưa bao gồm phí ship. Nên xem mã 2 giá 1.2, lên xem mã 2 giá 1.2 cả nhà nhé. Lên xem mã 2 giá 1.2. Xem một con Hermes bản đẹp. Lên xem mã 2 cả nhà nhé, lên xem mã 2. Đó. Xem phép qua mã một con Burberry có màu vàng hồng, một con Burberry em duy nhất có một bản khóa này, bản khóa siêu đẹp này. Burberry tổng thể là có màu vàng hồng anh chị nhé. Đó, và đây phần da của nó đây, độ mới còn rất là cao anh chị nhé, da thì cực mềm rồi, anh chị nhìn có thể đẹp, thấy đẹp không, quá đẹp luôn anh chị nhé, quá đẹp luôn, quá đẹp. Mặt sau đây anh chị, con này vẫn còn 5 lỗ cơ bản zin đây, này Burberry đây, Burberry chị chào anh chị. Burberry sản xuất tại Pháp, made in Italy anh chị nhé, made in Italy. Đó. Con này là mã 3, lên cho mã 3 có chiều dài 4m2, bản 3.7, giá 1.050.000, 1.050.000, mã 3 1.050.000, mua một lần dùng cả đời. Con này cũng luồn trong luôn đấy nhá anh chị nhá, tất cả đầu đuôi nó vẫn còn zin hết, độ mới khoảng 95% anh chị nhá. Lên xem mã 4 một con đi vai, một con Levi bản ít gặp anh chị ạ, hình oval này nó ít gặp còn khó kim nó rất là nhiều. Con này là bản của nó là bản 1889 năm 1989 các bác nhé. Mặt sau nó đây anh chị nhé, mặt sau đây chữ Levi đây, dập vào đây. Mặt phải của em nó thì được mài nhãn và làm bóng anh chị nhé, mài nhãn và làm bóng, độ mới cao, độ mới rất là cao của nhà nhé. Đuôi nữa. Phần trái thì vẫn được để mộc anh chị nhé, chiều dài thì nó hơi thừa 1m3 cả nhà, thừa 1m3, made in USA. Nên xem mã 4 có chiều dài 1m32 phân, bản 3.5, giá 650.000. Những cái con này em xin nói với các bác là những lần trước về như em nói hàng đắt thì em lại phải bán đắt, em tới bán tới giá 800.000 anh chị nhé,
giá tới giá 800.000, nhưng bây giờ còn 650.000 anh chị nhé. 800.000 giờ còn 650.000 anh chị nhé. 800.000 giờ còn 650.000 này. Lên xem mã 4, 650.000. Lên xem mã 5 một con gô xì. Rất là đẹp này. Đây có chữ gô xì nó lòng vào đây nữa anh chị này. Nó dập lòng vào đây nữa nhá. Khóa thì hai chữ G, màu khác nhau, màu đen và màu vàng hồng anh chị nhé. Các cái vân monogram này, chữ C, hai chữ C này là vân đặc trưng của nhà gô xì rồi anh chị nhé. Đặc trưng của nhà gô xì rồi. Da không lỗi anh chị nhé, không lỗi là chất lượng da rất là tốt. Da tự nhiên anh chị nhé, da tự nhiên. Con này cũng được sản xuất tại Italy luôn. Các thông số kỹ thuật của nó thì đây. Ở đây bên này anh chị. Đó. Mặt con này cũng luồn trong luôn chị nhé. Gam màu có gam màu đen. Nên cho mã 5 có chiều dài 1m17 phân bản 3.7, giá 1.049.000. 49.000. Nên cho mã 5 có chiều dài 1m17 phân bản 3.7, giá 1.049.000. 1.049.000 cho con gô xì này rồi nha nhé. Qua tiếp một mã búp bê khóa kim, khóa kim to nữa này. Tiếp theo mã 6 một con búp bê khóa kim to. Bác nào mà quan tâm sản phẩm này liên hệ với em có duy nhất một mẫu này thôi. Nó rất là đẹp các bạn. Nó đẹp đến từng chi tiết luôn. Độ mới cao chị nhé. Độ mới là rất là cao. Rất là cao luôn. Đây mặt trái của em đây. Cái khóa cái kim này nó là dạng to nhé, không phải dạng bé nhé. Nó to thì mới đẹp chứ còn bé quá là nhìn rất ỏn và xấu anh chị nhé. Đó, về tổng thể của em nó đây. Đó, nó rất đẹp luôn, nền quần rất là đẹp luôn này nhá. Rất là đẹp, chiều dài thì miên man luôn. Chị, chiều dài thì miên man. Đó. Mặt trái của em nó đây. Nó rất đẹp anh chị ơi, nó rất đẹp. Nên xem mã 6 này. Nên cho mã 6 có chiều dài 1m3, chiều dài 1m3 bản 3.7, giá 1.200.000. Nên cho mã 6 1.200.000, nên cho mã 6 1.200.000. Một con búp bê đẹp lắm. Đúng không? Một con búp bê đẹp lắm. Con nào quan tâm sản phẩm này vui lòng liên hệ với em nhé, ủng hộ bên em nhé. Anh chị vào trong kênh thì vui lòng dành cho em nút đăng ký, nút chia sẻ kênh anh chị nhé. Đấy. Anh chị vào đăng ký ủng hộ em nhé. Đó, à giờ em ơi, phép em mở cái hộp ấy nhá, xem ở trong có những gì nhá. Có gì em bán đấy của anh chị nhá. Có gì thì em bán đấy này. Nó về này. Từ cái băng dính của nó, cái chất lượng của nó. Băng dính của nó là chất lượng. Đây hộp của nó đây chị, hộp của nó đấy, hộp đựng đồ nó đấy, toàn chữ nhật hết đấy các bạn chị nha. Trong này có đồng hồ nữ này, có một vài cái kính này, đồng hồ nữ này, có cả những con không có khóa anh chị này, con đồng hồ rất là đẹp không khóa này. Cho anh chị nhé. Đây là một cái kính nhé. Kính này thì em không có ghế ngồi. Kính này là của cái gì đây? Anh chị chào em nhé. Soi em nó là của cái gì? Đây nó có ghi có cái thông số đây nhưng mà Masa Mika, dòng kính Mika. Cái này tiếng Anh em không đọc được các bạn. Còn tiếng Anh nó dập vào đây này. Còn tiếng Anh thì họ dập ở đây. Như tóm lại là cái kính thì gọng là rất là mềm các bác anh chị, cực là mềm luôn.
Cái này thích hợp mà cho đi mát anh chị nhá, đi mát đi chơi. Ok, bởi vì nó không phải là màu đen hẳn nhá, màu xanh đen. Nó cũng không hẳn là xanh hẳn anh chị nhá, không hẳn là xanh hẳn đâu. Nó rất là đẹp luôn, để em đo nhé. Con này nó có trồng 0,5, trồng của nó là trồng 5 phân anh chị nhé, trồng 5 phân. Đó. Chiều này của nó là 13 anh chị nhé, và gọng của nó này, càng của nó này, càng của nó là 14 năm anh chị nhé, càng của nó là 14 năm. Đó. Thích hợp cho anh nào có khuôn mặt vừa nhé, vừa và nhỏ, còn khuôn mặt to là mình đeo là xấu anh chị nhé, to đeo là xấu. Đó. Bởi vì những cái tầm kính này, gọng này thì chỉ đeo các bác vừa thôi, các bác vừa thôi. Cái tròng kính rất là đẹp luôn, rất là đặc biệt. Đẹp quá anh chị, đẹp quá. 250.000 nhá. Bác nào lấy cái kính này lấy 250.000. Em dán mã vào cho anh chị dễ. Dán mã vào cho anh chị dễ nào. Mã cho chị dễ chốt nhé, dễ chốt hàng. Giá nó ở đây. Nên xem mã kính em tính theo thắt lưng nhé, em lên mã 7 nhé. 250.000. Nên xem kính này, các bác chốt hàng bảo cho anh cái kính nhá, mã 7 nhá, 250.000, 250.000, 250.000 cho con kính này các bác anh chị nhé, nó cực đẹp luôn. Đó. À, có cả kính trẻ em này, có cả kính kính mát của trẻ em này, à, kính mát của trẻ em này. Các bác nào mua cho cái này nó ở đâu đây, kính của dòng nào đây? Cú sổ tuyệt vời luôn. Còn các hãng nổi tiếng thì em không đọc được các bạn, nó không đọc thôi. Cái kính này các bác nào mua thì alo cho em nhé, mua thì mua gộp đơn thì alo cho em nhé, báo cho anh một cái kính trẻ em nhé. Kính này đặc biệt là cho các cháu đi nè, bởi vì cái kính này nó chống tiêu vi, trên bài người ta đề là chống tiêu vi cực tốt anh chị nhé, cực tốt. Một cái tiêu chuẩn của Nhật, của nước ngoài người ta sản xuất, khi người ta ra sản phẩm nó kinh khủng lắm, kiểm tra chất lượng kinh khủng lắm anh chị ạ. Cho nên là chị yên tâm về chất lượng nhé, yên tâm về chất lượng. Đây có ba cái, có ba cái, à có bốn cái này nữa này, có bốn cái đồng hồ này, đồng hồ này cứ đẩy ra, đồng hồ này có một cái Casio này. Cái Casio này. Ui, cái Casio đẹp anh chị ạ. Nhưng bây giờ nó đang ở trong tình trạng hết pin này anh chị này. Đang ở trong tình trạng hết pin này. Đấy. Bác nào mà lấy về mà lấy thay pin nhé. Thay pin nhé. Thay pin nữa em để rẻ ra nhé, của anh chị nhé. Ô, cái khóa này nó đóng kiểu gì đây. Con này thì em đo size nhé. Đo size cho anh chị nhé. Size của nó là size 40 anh chị nhỉ, 40 này. 40 là không tính càng anh chị nhé, 40 nó cả cả càng là size 42 42. Tay anh nào tay trung và tay to nhé, tay 17 đổ lên đeo ok. Cái này còn thoải mái về phải cắt bớt nhé anh chị nhé. Một con đồng hồ Casio quá đẹp luôn, con này hết pin anh chị nhé, em đảm bảo tất cả đều chạy tốt tất, nhưng mà chẳng nó hết pin luôn anh chị nhé, nó hết pin thôi. Và anh chị đem ra thợ thay sửa giúp em chưa tìm pin anh chị nha. Dòng Casio này mới thì nó bên đấy nó rất là đắt nha. Em còn rất nhiều dòng cơ một vài em nữa thì em có anh chị nhé, một vài nữa hôm nữa thì em sẽ có dán một quai. Phần quai này được sản xuất bằng thép không rỉ này, còn rất là mới anh chị ạ, còn cực kỳ mới luôn, còn cực kỳ mới. Nên xem mã 8, mã đồng hồ 8 nhé, 300.000 đi.
bán cho các bác, để cho các bác mã 8 300.000, một con Casio này 300.000 anh chị nhé. Một con Casio đẹp, mặt trắng. Mặt trắng kim cọc kim số học trò nhá. Mặt trắng kim số học trò. Con này nó có cả đèn nhá, đèn ban đêm nhá anh chị nhá. Những nắp pin ở bên sáng. Đấy. Chứ không bình thường, con này là khoảng 8900, mặt này khoảng 8900. Bây giờ nó không còn pin nữa đấy anh chị, 300 thôi nhá. Đó 300. Con này nữa, tất cả đều hết pin hết rồi chị ạ, hết pin hết rồi. Còn một con DV kép nữa, một con DV kép nữa này chị này, một con DV kép nữa, con này cũng hết pin rồi, pin hết anh chị nhá, hết pin hết. Con này hai kim anh chị nhá, con này hai kim, dây thì dây da chính hãng, dây da chính hãng luôn của nó anh chị nhá, DV kép vẫn còn nguyên ở dây ở quai anh chị nhá. Con này lên tay đẹp lắm chị. Đó. Đó. Cổ tay nào các bác cũng vừa, từ 15 lên 17 từ đổ đi các bác nhé. Bác nào lấy về thay pin với em nhé, nó đẹp ở cái này, còn nguyên bản dây da này, dây da xịn luôn các bác nhé. V kép còn nguyên này, DV kép còn nguyên các bác nhé. Nào các bác nào chốt mã này, chốt cái đồng hồ này cho em 220.000, 220.000 các bác nhé, 220.000. Lên cho em mã đồng hồ 9, 220.000, lên cho em mã đồng hồ 9, một con DVK 220.000. À con này vẫn chạy này, con này thì vẫn chạy. Không đọc được, nhìn nó sang lắm anh chị, nó xịn lắm, xịn lắm con này ạ. À, cái nắp của nó này, con này hàng của Thụy Sĩ anh chị, con này của Thụy Sĩ, con này một con đồng hồ Thụy Sĩ anh chị này. Nắp đây, đó, nắp này, con này thì cỡ vừa anh chị nhé, cỡ vừa, size vừa thôi, size nhỏ anh chị nhé. Con này cái size có 36, con này size 36 thôi, con này là vừa anh chị nhé, vừa. Ô, tay em không vừa. Size có 36 anh chị ạ, mặt thì mặt khảm sờ cờ anh chị nhé. À, hàng 3 kim, có một ô lịch, hai chức năng ở góc 3 giờ anh chị nhé. Nó rất là đẹp, con này vẫn còn chạy zin anh chị nhé. Dây như kiểu dây bạc anh chị ạ. Dây nó như kiểu dây bạc ạ. Em không xác định nhá, chuẩn này, em không dám nói là chuẩn là bạc nha, nhưng nó như bạc luôn. Em nhìn cái màu nó như bạc luôn ạ. Dây cũng còn nguyên bản dây của hãng luôn. Đó. Con này vẫn chạy nha mà các bác nhá. Các bác lấy lại giờ cho em. Đó, ok. Đó, bác nào chốt con đồng hồ này. Lên xem mã 10 đi. Lên xem mã 10. Con đồng hồ Thụy Sĩ này 350.000, 350.000 các bác không nghe nhầm, nó có 350.000 các bác nhé, 350.000 mã 10, 350.000 các bác. Con này vẫn còn đang chạy anh chị nhé. Một cái đồng hồ nữ cực đẹp luôn các bạn, cái đồng hồ nữ này, cái mặt đồng hồ nữ này. Đó. Các bác là mua cho vợ nhé, mua cho vợ cho con nhé các bác nhé, mua cho vợ cho con. Đó, những cái mặt đồng hồ nữ như thế này. Đấy, các bác nào mà quan tâm đồng hồ nữ thì liên hệ vào Zalo em nhé, em sẽ gửi hình ảnh, gửi mẫu trực tiếp cho các bác nhé. Rồi, trong này nó rất là nhiều mẫu đồng hồ nữ, rất là nhiều mẫu đồng hồ nữ các bác anh chị nhé, rất là nhiều luôn. Đây cả mẫu cơ này. Đó. Các bạn xin phép là dừng video đấy nhé. Xin chào và hẹn lại quý cô anh chị vào những video lần sau nhé. Rất là mong nhận được sự quan tâm ủng hộ quý cô anh chị gần xa. Xin chào và hẹn gặp lại.